Nhà văn Đỗ Vẫn Trọn đã thực hiện hơn 20 phóng sự tại Atlanta. Tình cảm của ông rất thân thiết với người đồng hương ở đây và quý đồng hương cũng dành cho ông nhiều sự yêu mến. Ông nhận thấy mọi sinh hoạt của hội đoàn, tôn giáo, truyền thông, báo chí, văn nghệ đều khởi sắc. Cộng đồng người Việt ở Atlanta tuy là một cộng đồng muộn màng, nhưng mà bây giờ cái sự phát triển và cái sự trưởng thành của cộng đồng người Việt đó coi như là đứng hàng thứ tư, thứ năm so với cộng đồng người Việt ở hải ngoại rồi. Và cái đời sống của người Việt ở đây đó thì rất là dễ thương và rất là thân tình. Khí hậu ở đây có thể anh cho anh một cái cảm nhận là rất là giống Sacramento, mà đẹp hơn ở chỗ cái là nó có cảnh quan rất là nhiều. Đồng hương ở đây rất là đông. Và một điều rất là vui nữa là trong cái tinh thần của những người đồng hương ở đây rất là thân thương, đoàn kết. Và truyền hình là một cái món ăn tinh thần với những gia đình ở đây. Truyền hình đã đem lại cái sân khấu đến gia đình của từng gia đình Việt Nam ở đây. Atlanta càng lúc càng có nhiều người Việt về lập nghiệp. Sự phồn thịnh của Atlanta đã vượt xa một vài thành phố có đông người Việt cư ngụ. Đúng với câu, đất lành chim đậu. Anh thấy vật giá bên này có phần rẻ hơn California đó. Nhất là nhà cửa, tại vì nhà cửa ở đây mà nếu mà mình trên 300 ngàn mình có thể mua cái nhà như một lâu đài. Anh có một người quen mua căn nhà có 27 ngàn. Người Việt ở đây, dù là người miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, đều sống rất hòa thuận bên nhau. Atlanta phải là một thành phố của thương yêu và nghệ thuật. Tinh thần đó là một tinh thần rất đáng ca ngợi. Cảm nhận của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn rất chân thật, nên khi nói và viết về Atlanta, ông đã đặt trái tim của ông nơi miền đất này. MC Mai Trâm và Suga rất xuất sắc trong phần giới thiệu. Tiếng hát ý lan đầy ma lực khi cất lên trầm bổng như một lời mời gọi của kỷ niệm, của dấu yêu đầm thắm. Đêm đã xuống sâu, đêm của ân tình, của cây xanh lá ngọc, gió reo như sáo, lá rụng như đàn, mà nhà văn Đỗ Vẫn Trọn đã gieo xuống những dòng thơ, những tình cảm thân thiết nhất của anh dành cho Atlanta. Dạ tiệc Viettop TV Atlanta làm đượm lòng người đến bên những vòng tay khăng khít, trong những bộ đồ rực rỡ với khăn choàng, áo dạ. Một tí gió của hương thu cùng chào nhau lời tiễn biệt và hẹn sẽ gặp lại nhau lần nữa. Xin cho yêu em đừng, xin cho.
Viettop TV và Kimberly Clinic xin chân thành cảm tạ toàn thể quan khách đã tham dự buổi ra mắt Viettop TV tại Atlanta. Quý vị dân biểu, thượng nghị sĩ, thị trưởng, cảnh sát trưởng, cộng đồng Việt Nam Georgia, cộng đồng người Việt quốc gia Georgia, Asian Pacific American Council, hội GVAS, tạp chí Rạng Đông, tuần báo Việt Time, tạp chí Niềm Tin, tạp chí Trẻ, Việt Lifestyle, Việt People US, cùng nhiều hội đoàn và các cơ quan truyền thông khác, đặc biệt là sự bảo trợ của Hồng Kông Supermarket Tú Uyên Chuyển Tiền, Jimmy Carter Chiropractic, Fusion Sport Bar, Jimmy's Fine Jewelry High, I Love Bowling, I Love Phở, văn phòng luật sư Hùng Nguyễn, văn phòng luật sư Gilbert Taylor, Nail Supply City, Metrobank và rất nhiều cơ sở thương mại, dịch vụ đã quảng cáo trên Viettop TV cùng sự quan tâm theo dõi thường xuyên Viettop TV của khán thính giả và những thân chủ thủy chung của Kimberly Clinic. Viettop TV xin trân trọng và tri ân toàn thể quý vị. Ơn em thơ dại từ trời theo ta xuống biển và đời ta trôi. Ơn em dáng mong mưa vời theo ta lên núi về đồi yêu thương. Tạ ơn em, tạ ơn em. Ơn em ngực ngại mỗi trầm cho ta cỏ mặn trăm lần lá hoa. Ơn em hơi thoáng cho nằm dấu quanh dấu quần nỗi buồn một nơi. Tạ ơn em, tạ ơn. Con sâu nhỏ bỏ qua giấc mùi. Ơn em hồn sớm ngậm ngùi kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. Tại